phiên bản ngon bổ rẻ cho anh em với cái chiếc cam hành trình Xiaomi A510. Thì bản này là bản nâng cấp của bản Xiaomi A500, thì bản này sẽ có rất là nhiều cái hơn so với bản A500, đó là anh em sẽ có một cái kit có thể lắp được cái module SIM để anh em theo dõi từ xa nhá. Đấy là một cái tính năng rất là hay mà tổng cam Xiaomi mới bổ sung cho cái mã cam này, và độ phân giải cam quay thì nó sẽ là sắc nét hơn, và có bổ sung cả cam trước và cam sau full bộ như thế. Mọi anh em có thể tùy chọn với cam trước, hoặc là anh em có thể tùy chọn full trước và sau như đều được ạ. Đấy, với những cái chiếc Kia này thì bên em đang lắp là full bộ cả trước và sau. Đấy, cái cam sau sẽ được lắp vào vị trí đằng sau gương chiếu hậu này, thì được qua cái mặt kính này. Anh em thấy ạ, nó vào cái vị trí này để quan ghi hình phía đằng sau. Còn camera đằng trước thì sẽ được lắp vào vị trí đằng trước của xe. Thì con này có xe có hai cái tùy chọn, một là anh em có thể cắm tẩu hoặc là anh em có thể lắp thêm kim nguồn để có thêm cái hình bãi đỗ xe. Đấy, còn anh em nào mà đang quan tâm đến cái dòng mà có chức năng ghi hình bãi đỗ xe nhá, đến ngay với Agala Thái Nguyên, lắp ngay bộ cam Xiaomi này, tích hợp thêm kim nguồn vào là có anh em có thể để xe bên ngoài thoải mái và anh em vẫn có thể ghi hình bãi đỗ xe anh em nhá. Cảm ơn anh em.